lộ diện bộ phim còn hot hơn cả Sở Kiều Truyện của Triệu Lệ Dĩnh. Đặc công Hoàng Phi Sở Kiều Truyện là bộ phim truyền hình đang làm mưa làm gió màn ảnh nhỏ hiện nay. Tính đến hết ngày 24 tháng 7, tác phẩm này đã đạt 36 tỷ lượt xem trực tuyến. Rating của phim cũng đã vượt mốc 2% và giữ ngôi đầu trên bảng xếp hạng trong nhiều tuần. Tuy nhiên, càng về phần cuối phim, Sở Kiều Truyện càng khiến người xem khó chịu với nội dung dài dòng, nữ chính không dứt khoát trong chuyện tình cảm. Chỉ còn 9 tập nữa là kết thúc, nhưng những khúc mắc trong phim vẫn chưa được giải quyết và có khả năng các nhà sản xuất sẽ làm thêm phần 2. Chính vì vậy mà gần đây, Sở Kiều Truyện đã để mất ngôi vương trên bảng xếp hạng rating vào tay bộ phim Nửa Đời Trước Của Tôi. Tác phẩm đánh dấu sự trở lại của Mã Y Lợi trên màn ảnh nhỏ cũng có lượt xem online trên mạng cao hơn Sở Kiều Truyện và Túy Linh Lung. Dù mới chiếu chưa được bao lâu, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, Nửa Đời Trước Của Tôi đã lọt vào top 3 bộ phim có rating cao nhất năm 2017 và dĩ nhiên là xếp trên cả Bom Tấn Truyền Hình của Triệu Lệ Dĩnh. Đây có thể nói là một thành công ngoài sức tưởng tượng bởi tác phẩm này chỉ được chiếu trên hai đài nhỏ và không sở hữu dàn diễn viên quá hot. Bí quyết giúp Nửa Đời Trước Của Tôi giành được thiện cảm của người xem chính là ở nội dung gần gũi và ý nghĩa. Diễn xuất của dàn diễn viên chính là Cận Đông, Mã Y Lợi và Viên Tuyền cũng được đánh giá cao bởi họ đều là những tên tuổi thực lực. Nửa Đời Trước Của Tôi xoay quanh cuộc sống của La Tử Quân do Mã Y Lợi thủ vai, một bà nội trợ chính hiệu. Nếu không phải đột nhiên chồng cô đòi ly hôn thì có lẽ cô cứ thế mà sống qua ngày trong bốn bề tĩnh lặng. Một người phụ nữ sắp bước vào tuổi trung niên, bị bỏ rơi, không kinh nghiệm nghề nghiệp, bị đẩy ra ngoài xã hội, còn phải lo cho một đứa con. Cuộc đời của Tử Quân từ an nhàn mà rơi xuống vực thẳm. Hạ Hàm do Cận Đông thủ vai là thương nhân từ nước ngoài quay trở về Thượng Hải làm kinh doanh. Vốn là đối tượng khiến phụ nữ mơ tưởng, khiến đàn ông đố kỵ. Khi gặp Tử Quân, cuộc sống yên ổn của anh đã bị đảo lộn. Một mớ những tình huống giờ khóc giờ cười đột nhiên từ trên trời rơi xuống, buộc anh phải thu dọn, phát huy hết năng lực ứng biến của mình. Cuộc đời đã lấy đi sự bao bọc của Tử Quân trong nhiều năm qua, nhưng lại đổi cho cô sự cứng cỏi kiên cường bên trong. Cuộc sống mang đến cho Hạ Hàm sự phiền phức, nhưng lại bù đắp cho anh sự ấm áp. Một nửa trước của cuộc đời cũng đã trôi qua rồi, nửa sau của cuộc đời lại được bắt đầu như mới.